Ok, xin chào quý vị và các bạn. Video này mình xin được chia sẻ với quý vị và các bạn cách thay nhớt chiếc xe Toyota thân đoàn quý vị. Xe này thì nó cao, dễ thay lắm. Mình chỉ slide xuống, mình chỉ bò xuống đó. Mình chỉ xuống dưới này rồi mình thay nhớt thôi, mình không cần đổi nó lên. Thì đây là những cái đồ thay nhớt. Nó sẽ có một cái bình nhớt, là một cái oil filter và cái lọc nhớt. Thì các bạn, quý vị có thể thấy đây là cái số của cái chỉ số của cái loại nhớt là 530 SAE 530 Ultimate Durability Full Synthetic. Mình mua cái loại synthetic thì nó chạy bền máy hơn, synthetic nó lọc kỹ hơn. Loại này dầu này synthetic là tốt nhất rồi. Cái số này mình mua phải đúng cái loại nhớt của xe mình. Nếu mà mua không đúng thì chạy cũng được nhưng mà nó không có tốt cho cái máy xe. Thì xe mình nó cần là 530. Đây quý vị, mình nhìn vô đây. Đây thường thường nó có một cái số đây 530. Không biết xa quá chắc không thấy. 530 thì phải mua cái dầu cho nó đúng với đó. Bây giờ mình bắt đầu mình thay nha quý vị. Giờ thì cái ốc mà xài nhất á thì cái size là 14 mm quý vị đây. Cái cỡ 14 mm. Thì mình đây là mình vặn vô, mình mở ra. Này cái đồ này, cái này là cái cà lê, cái wrench cũng 14. Mình mở này ra xong cái mình vặn cái này cho nó nhẹ. Còn đây là cái mở cái oil filter. Cái này có nhiều loại lắm, nhưng mà cái loại này mình xài thì mình thấy nó được. Mình mua 2-3 loại lận, mình xài cái này dễ nhất. Nếu không có đồ nghề thì mình lấy cái kềm lớn á, kềm bự bự á, cái miệng bự chút mình vặn ra cũng được. Cái này bỏ vô đây, vặn thôi. Mở ra. Rồi, bắt đầu làm nha. Đây là cái con ốc đây quý vị, bỏ này vô đây, bằng này. Một tay thì hơi khó. Ra. Mở ra nó sẽ chảy cái dầu nhớt xuống. Vô đây. Này hơi đen rồi. Bây giờ mình chờ nó chạy. Chỉ vậy thôi, chạy đầy rồi xong mình vặn ốc vô lại mình đổ nhớt vô. Đây là cái oil filter nó nằm đây. Cái xe này nó nằm đây quý vị, rất là dễ. Thì mình chờ cái này xong rồi, mình kéo qua cái mình mở cái oil filter ra. Lúc mà nó chạy á thì mình giật cái cây dipstick này lên chút cho cái air nó thông vô, nó thổi ra cho nó nhanh. Cũng gần hết rồi đó quý vị.
Thì bây giờ cái đó là nó chạy ra hết rồi, vặn ốc này vô lại. Trước lúc vặn vô thì mình make sure mình clean cái surface, làm cái mặt này nè nó không có bị gồ ghề, không có bị cát rồi dính vô. Nếu mà bị thì nó sẽ chạy cái nhớt ra, lau sạch. Lau luôn cái mặt này nữa. Xong rồi vặn lại, chạy chui lại xong. Đó là vặn cái đó vô rồi. Bây giờ mình đưa cái này qua đây, mở cái này ra, oil filter ra. Đây cái oil filter ra đây. Đâu rồi, tại em đưa lên một chút đây. Oil filter nằm đâu? Đây là cái oil filter, mình sẽ mở cái đó ra. Thì đây là cái đồ nghề bánh này, bánh này lớn ra, kẹp lại. Ok, kẹp lại bộ này vô, nhưng mở ra thì nó sẽ nhiều một chút. Trước lúc thì mình phải nên bỏ một miếng dạ cho này, không thôi đụng mà chút mình chui mệt lắm. Đó là nó nhiều nhiều xuống miếng dạ, không là vặn đi nhà rồi đó. Đó nó sẽ nhiều xuống miếng dạ một chút xíu. Bây giờ chút mình giục miếng dạ này đi, chứ nó dính vô trong cái kia thì mình chùi cũng hơi mệt. Bằng nó ra luôn. Mình lật chút rồi mình, mấy cái này là phải recycle nha, không có dục thùng rác, không có dục ngoài đất ngoài vườn được. Mình phải recycle, mình bỏ recycle là phải tái chế lại, đưa cho mấy cái hàng mình phải nó làm lại, hoặc là nó dispose, nó phá, chứ mình không có dục ngoài vườn nó hư. Nó hư cái đất, nó hư cái gì đó, cái environment, cái thiên nhiên. Đây là cái oil filter đấy quý vị. Cái này cùng hiệu nhưng mà cái màu khác. Cái này cái top go, cái này mắc hơn. Thì trước lúc mà mình vặn lên á, để vậy thì cũng được, nhưng mà nó lúc nổ máy thì nó phải bơm cái dầu vô đây thì nó không có tốt. Đầu tiên nó bơm vô thì nó không có tốt lắm, cho nên mình phải đổ một chút dầu ra lúc này. Với là làm cái đường răng này, mình lấy cái dầu mình làm cái đường răng này cho nó kêu bằng cái gì đó, nó rạ ra. Thì mình lúc mình vặn vô thì nó dính cứng hơn. Đây cái răng này răng cao su quý vị. Thì bỏ dầu vô chút mình vặn vô dính cứng hơn. Bây giờ mình đổ một chút dầu vô đây. Làm kỹ là vậy, nhiều người ta không có, nó không có đổ dầu vô đây. Thì lúc mà pump á
thì cái oil pump nó sẽ không có tốt, nhanh hư oil pump, đổi ra chút xíu thôi. Xong mình quẹt cái này cho nó có dầu. À, vậy là bắt đầu mình vặn lên đưa ra đây. Đây là mình làm mình vừa quay phim cho nên nó đổ vậy, chứ còn mình bình thường người ta mình đem ở ngoài thì nó sẽ không có đổ, không có nhiều ra ngoài vậy. Vặn này đặc biệt vặn vô là bằng tay thôi, không có cần kềm, không cần đồ nghề nhé vị, bằng tay thôi. Cái vặn đồ nghề vô là phải vừa cứng, mở không ra nó hư. Đây, cứng nó vừa đó. Thiệt cứng, nó sẽ. Thôi giờ bây giờ mình chùi rửa, đổ dầu vô là xong rồi. Vậy đó, đơn giản lắm. Cái xe này nó cao mình không cần đồi lên cho nên nó rất là dễ, đơn giản lắm. Lau sạch. Rồi. Bây giờ đổ dầu vô là xong. Giờ bây giờ chị có đổ dầu nhớt vô thôi quý. Thì mở cái này ra. Cái này phải giật giật lên chút xíu cho nó có hơi, đổ cho nó nhanh. Lau sơ cái này, cho nó bụi đừng cho xưa mình không rớt, không có thả ra, không có rớt đồ vô trong đó. Cái này là cái phiểu quý vị, cái này cây nhà lá vườn phiểu đó, đẹp không? Bây giờ đổ nhớt này vô, cho cái này cũng cái này hơi khó à, hy vọng nó độ cao quá vậy. Kiểu nào đây, 5 giờ chắc. Oh. Đây chắc phải kiếm thêm một cái bằng cái chai nước nữa. Ok, đây một cái kiểu, một cái chai nữa, cái kiểu thật là dài quý vị. Bây giờ là quả sơ đồ rồi ha. Cái khó nó ló cái khôn thì đây trước mình có cái phiểu dài lắm nhưng mà lâu ngày không xài, lâu ngày không làm cho nên bây giờ nó mất tiêu đâu rồi. Đổ vô. Đổ vô cái này rất là được, bỏ cái này lên chút. Thì cái này cái xe nó có cái dung lượng, nó có một cái capacity bao nhiêu thì mình phải đổ khoảng nhiêu đó thôi, mình không đổ nhiều không được, nhiều hơn thì nó sẽ tống ra, cái pressure nhiều nó tống ra thì nó có thể cái mấy cái răng ở trong nó bị bung ra. Mình nhiều chút xíu ok, chứ mình nhiều quá thì nó không được. Cái này như 6 cọt mấy lần nên mình có mua 2 bình. Một cái bình này là 5 quart, kêu bằng quart 5 cái. Một cái 5 cái rồi. Một bình lớn này 5 cái. 5 quart rồi nha. Mình mua 2 bình thì mình đổ thêm một cốc rưỡi nữa.
Ok, thì bây giờ cái bước này là rất quan trọng, việc mình check, kiểm tra xong mình make sure là cái dầu nó đầy đủ. Thì cái cây này, cái dipstick rồi đó, mình chùi cho nó sạch. Thì cây này nó có hai cái nấc, trên này là đầy, nấc dưới này là empty. Thì ở giữa này thì ok, mà trên này thì tốt hơn, còn dưới này thì tất nhiên là giờ cái máy nó hay, nó dễ bị cháy lắm, không đủ dầu, nên mình lau sạch rồi mình đút vô cái máy, đút vô cái chỗ này thì mình đút xuống, đút lên thì mình kiểm tra lại cái dầu nó tới đâu rồi, cái dầu nó tới đây, ha, mình kiểm tra lại lần nữa. Ở đây y nguyên cái ngay cái mock cái nấc phía trên này, quý vị không biết quý vị có thấy không, nhưng mà rồi thì tất nhiên là rất là tốt rồi, giờ là đầy đủ lắm rồi, bỏ vô lại thì đè nó xuống all the way. Thấy cái này ra, xong vặn cái nắp này lại, cái này là very important, rất là quan trọng, đừng có quên bằng cái nắp này quý vị nha, quên nổ máy là nhấc nó không đầy cái cano luôn, cái cabo luôn, vặn cứng lại đó. Vậy thôi, video mình chia sẻ đến quý vị và các bạn cách thay nhớt chiếc xe Tundra 8 máy này, 8 máy đây, rất là đơn giản, quý vị và các bạn ở những video sau nha. Thank you very much for watching. See you in next video. Bye bye now. Đây là cái dầu vô, quý vị. Mình phải recycle, đưa cái này vô, bỏ trong cái bình ni lông. Còn cái này, dầu này phải bỏ vô trong cái mấy bình cũ này đây. Rồi xong mình cái ngày mà đổ rác thì mình để với trước đường, người ta pick up đi, người ta sẽ lấy đi, người ta về, mình người ta tái chế lại, hoặc là người ta về dục một cái chỗ nào đó nó đúng hơn, chứ mình không có được dục tầm bậy tầm bạ, mình không được đổ dầu nhớt vô trong cái ở ngoài đường, ở ngoài đất, ngoài vườn, thì nó không có tốt cho cái thiên nhiên, không có tốt cho cái environment.